Cho bạn 7 đi. Anh đi. Cái này giống đi tù đúng không? Xin lỗi các bạn vì tụi mình có tay mà không chạy tay mà lại đi chào bằng chân nha. Cũng xin lỗi các bạn rất là nhiều, nhưng mà tụi mình chào bằng chân là cũng có ý hết á. Tại vì hôm nay tụi mình muốn làm một cái thử thách nho nhỏ, đó là viết chữ bằng chân. Và mình xin tự giới thiệu, mình là Bill Seven. Và mình là Maxim. Ok. Và tụi mình sẽ thử viết chữ bằng chân. Thì đây không phải là một cuộc thi, mà tụi mình chỉ là một cái thử thách nho nhỏ thôi. Tìm kiếm tài năng Việt Nam Got Talent 2021. Việt Nam Got Chân Lần. Got Chân Lần. Thì bây giờ ghi sao? Ghi mấy chữ hay sao anh Cường? Chữ thì do tự mình nghĩ ra rồi mình đề ra thôi. Không, bây giờ ghi cái tên kênh của anh trước đi. Mà đây không phải là cuộc thi cho nên là không có thể lệ chơi, và tụi mình viết đã thì nào chán thôi tụi mình ngưng. Bây giờ là trước kênh thì tên kênh đi. Viết tên kênh đi. Bill Seven ha. Giờ viết chữ Bill Seven 7 đi. Hai dọn đồ đen quá. Ủa, viết chữ chứ đâu phải đi tâm đồ đâu anh Cường. Sao giống cái đi tâm đồ lên xuống. Ủa là anh đi này đẹp nè. Đó, đi này được nè. Đi đỡ nè. Trời ơi anh Cường ơi anh Cường. Kỳ hoa một tài năng. Coi cái ra cũng ra cái chữ Bill Seven không à. Đây, quay lại cho coi luôn. Này giống nâu xe xèo gì đó nè. Nâu xe hoành nè. Này viết tốn giấy mà viết không tiết kiệm gì hết. Này thì có ra hình ra chữ hơn. Hơi rộng nha. À chưa? Em điểm đi. Đây các bạn xem nhé. Cái này để khán giả ta chấm thôi, đây không phải là cuộc thi cho nên mình đâu. Đây là của anh Cường. Đây là của bác sĩ em. Đúng của bác sĩ em đẹp thiệt. Bác sĩ em đẹp hơn. Theo mình thì bác sĩ em đẹp hơn. Rồi, bây giờ chúng ta đi đây cho. Mình viết chữ anh em bác sĩ đi. Anh em bác sĩ dài. Dạ không? Dài ghi thương nhỏ. Dài thì mình ghi xuống dưới. Phải đi. Cái này là anh với Sang đang là chuẩn bị để sau này chân cần kiểu của ta hay gì chết. Trời ơi, con người nhạy cảm cho tao nghe là không hiểu. Các bạn luôn hiểu sao, các bạn hiểu anh rồi, từ nha. Bây giờ em biết xong mò ra được một chữ rồi. Anh biết tại sao mà anh với bác sĩ em không biết được đâu. Anh với bác sĩ em phải có tật. Người ta có tật, người ta có tài, người ta biết đẹp lắm. Còn hai ông nội à, các bạn xem nhá. Xấu. Nhưng mà nó vẫn ra được, vẫn có thể nhìn mà có thể đọc được. Chứ anh nè đọc dễ hơn. Chứ em thì tùm lum hết. Có chữ bác sĩ là thấy được nè, đọc được nè. Còn anh Cường nè. Anh Cường nè. Chứ anh cũng đọc được nè, em đọc được nè, anh sĩ được nè. Ông ấy đọc gì? Phần này thì anh Cường thắng. Quá đẹp. Cho em đọc lại không? Được. Vì sao mà có chỗ mà viết là được? Xem cái đi. Amazing good job em. Amazing good job em à? Em không biết tiếng Anh. Thì biết, mình biết tiếng Việt là Amazing. Ừ. Đâu? Chữ Vinh. Em hả? Ta viết không ngực chứ thì ta viết hoa đi, mày đặt. Đặt móc ngược. Rồi.
mè dinh mè dinh nè good job em này gì đây good good ghi gắt luôn vậy job em rồi đây good mày dinh good job em rồi cái này anh Cường thấy rõ ràng hơn nè à. Anh Cường đẹp hơn rồi bây giờ về đi gì dạ vẽ cái đầu thôi thôi thử vẽ thanh đã đùa kìa ổn nha ổn là dài nha thằng này bị cong cong mà cái đầu nó khớp xuống à dài nhỏ đúng rồi chè vậy là anh Cường thích dài dài nhỏ mà nhỏ đúng nè hai cái này gầy đâu khác hai cái vậy là cho anh Cường cái đầu này nó vẽ đầu rồi bây giờ vẽ ngôi sao đi. Quá ngon, quá đơn giản. Ngôi sao đại hướng nào cũng được, năm cảnh. Thế giờ mẹ một cái nữa nè. Giờ vẽ một cái. Mẹ thùng bia đi. Ủa? Anh này mẹ thùng bia, anh mẹ là dí mồi đi. Không, anh vẽ người, không người người à. Anh vẽ người. Còn này vẽ chủ đề tự do. Vẽ chủ đề tự do. Tự do đi, muốn vẽ gì vẽ. Mai tiếp. Nhìn tưởng bạch tuộc, mẹ thèm bạch tuộc mấy tháng tuần này rồi đó. À cái mai thế hả? Vẽ chim mát. Xong rồi. Dạ. Mẹ con dịch bị rút xương hả? Ai đây anh Cường? Đây à? À. Chiến mát. Chiến mát là ai vậy? Chiến mát là đại ca của anh. Đại ca hả? Ông làm gì mà ông còn có xương không vậy? Ông uống bia nhiều. Này dễ gì á? À cái này là anh mình gọi cái này là idol đúng không? Idol. Ừ, idol của anh đúng không? Này. Này nó muốn về quê ở gì nè. Này là ngũ quả câu vừa đủ sai ha bán với cái mai. Dùng đá. Đá à, cứ đủ nè. Cái cầu cầu nè. Cái dừa nè. Cái xoài nè. Cầu dừa về mùa Tết đúng không? Xoài rồi, câu vừa đủ sai đó. Hai hộp bánh ở bên này cây mai. Được, à, chấm điểm luôn nè. Ngon đi. Mày ai đâu? Mày ai đâu? Ai đâu? Ai đâu? Ai đâu? Ai đâu? Ai đâu? Ok và cái này giống đi tù quá. Hay là cái mà một bức tranh rất là ý nghĩa là sắp tới Tết rồi mình vẽ cây mai với lại bánh với lại cái cây cầu vừa đủ xài. À chấm thì mình không điểm nó buồn á. Ở đây là một chút lòng tri ân gửi tới hai đồ quản lý của mình ở trong công ty.
anh đã tạo công ăn việc làm cho mình để mình kiếm cơm nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình. Tới thành kính thôi nói giỡn chứ video của mình chắc cũng kết thúc tại đây, và nếu các bạn thấy vui thì nhớ bấm like, bấm subscribe, chia sẻ cho kênh mình, chia sẻ cho kênh YouTube của mình, và nhớ là để lại bình luận để góp ý cho tụi mình để tụi mình tiến bộ hơn nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.